Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Đối tượng Thào Thị Cha, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại bản Tu San, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Và đối tượng Tráng Thị Của, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại bản Che Bó, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Còn về tội mua bán trái phép chất ma túy, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 4 tháng 9 năm 2018 đối với đối tượng Sùng Thị So, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại bản Nong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Và đối tượng Lò Văn Nam, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, phải nhận quyết định truy nã số 06 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phối hợp thực hiện.